Hi, xin chào tất cả các bạn trở lại với ô tô Sài Gòn. Bạn cần ký gửi, bán xe ô tô mà không tìm được nơi nào uy tín. Bạn cần tìm một chiếc xe đã qua sử dụng, đáng tin cậy mà phải mất quá nhiều thời gian để đi xem xe. Hoang mang liền, rối não liền đúng không? Đừng lo, hãy theo chân mình biết một chỗ này hay lắm, đi nào. Chào mừng các bạn đến với Kapla Tân Phú. Đây là showroom đầu tiên của siêu thị ô tô đã qua sử dụng Kapla Tân Phú, vừa được khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng là showroom thứ tư trên cả nước. Đây được xem như là một showroom lớn nhất ở khu vực phía Nam, với diện tích lên đến 7.000 m², được tọa lạc tại 314 Lũy Băng Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những cái địa điểm lý tưởng để cho các bạn ở khu vực miền Tây hay là những khu vực lân cận đến để xem xe. Sự kiện khai trương Kapla Tân Phú là cái siêu thị ô tô thứ tư của Kapla ở trong hệ thống. Và đây là một cái sự cam kết và khẳng định của công ty chúng tôi đối với khách hàng để đem lại những cái khác biệt về trải nghiệm, công nghệ và dịch vụ cũng như là phong cách đến với thị trường xe ô tô đã qua sử dụng tại Việt Nam. Mời các bạn hãy đi một vòng cùng mình tham quan những chiếc xe được trưng bày tại Kapla Tân Phú để xem những chiếc xe này có đáng để chúng ta trải nghiệm và xuống tiền hay không nha. Mình thấy ở đây hầu như trưng bày rất là nhiều những dòng xe mới. Chúng ta có gì? Kia Sorento nè. Rồi chúng ta sẽ có Hyundai Creta. Ở đây lại có một chiếc Creta nữa. Ở đây chúng ta lại có Hyundai Starazer, một trong những chiếc xe vừa mới ra mắt với một thiết kế hết sức lạ lẫm. Và ở đây chúng ta sẽ có những cách coi xe cũng hết sức là công nghệ nha. Hãy dùng một chiếc điện thoại và chỉ cần mở camera lên. Ở trước những cái dòng xe đều có những mã QR code như thế này. Chúng ta chỉ cần quét mã QR code, chạm vào và tất cả những thông tin được thể hiện ở trên website của Kapla. Và chúng ta được biết rằng đây là Hyundai Starazer 1.5 phiên bản đặc biệt 2022 với mức giá niêm yết là 539 triệu. So với mức giá trên thị trường, các bạn thấy thế nào? Có đáng để chúng ta sở hữu hay không? Bên ngoài thì chiếc xe rất là mới, được trang bị rất là nhiều những option. Vậy đây là phiên bản đặc biệt mà, rất đáng để chúng ta có thể đến siêu thị Kapla để xem xe. Đâu phải có bao nhiêu đó đâu. Còn nữa, bên kia, theo chân mình, showroom tận 7.000 m², đi hoài không hết. Ở đây trưng bày rất là nhiều những dòng xe. Và đặc biệt hơn hết là chúng ta có rất là nhiều những thương hiệu Ford nè, Toyota nè, Suzuki nè, Hyundai nè. Nếu thích xe này rồi đúng không, mà cần muốn thêm nhiều thông tin, chỉ cần cũng vậy thôi, mở camera lên, ra mã QR nè, chạm nè. Rất là nhiều những thông tin về Hyundai Creta. Chúng ta sẽ có những thông tin cơ bản về giá nè và những dòng xe nè. Mà nếu như những cái thông tin này làm cho các bạn không thỏa mãn nữa thì chỉ cần giơ tay lên là có sale ngay. Anh cần thông tin gì anh? Xe này giờ có giảm giá không? Có cho anh luôn, giảm mạnh tay cho anh luôn. Hay quá, chốt em ơi. Thật ra mình cũng rất thắc mắc những cái quy trình thu mua xe cũ ở siêu thị Kapla Tân Phú này như thế nào. Với những quyền lợi mà người mua xe giống như mình sẽ ra sao, những cam kết và những quyền lợi của mình như thế nào. Chắc mình phải bắt cóc một anh ở đây hỏi cho ra lẽ mới được. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Ngô Văn Hưng, là giám đốc Kapla Tân Phú. Em cũng có muốn anh chia sẻ một vài điều về Kapla Tân Phú. Anh có thể giới thiệu một cách ngắn gọn nhất về Kapla Tân Phú hay không? Kapla Tân Phú thì cũng là một đơn vị thứ tư của bên Kapla mở ra tại khu vực toàn quốc. Và cũng là một đơn vị đánh giá là lớn nhất. Hiện nay cái diện tích của Kapla Tân Phú là khoảng 7.000 m², với quy mô là khoảng đầu xe khoảng tầm 200 đến 300 xe. Đấy, và cái mong muốn là sau này sẽ là cái đơn vị làm chuyên nghiệp nhất, tốt nhất Việt Nam. Hiện tại thì siêu thị mua bán ô tô cũ ở trên thị trường Việt Nam có rất là nhiều những sự lựa chọn. Như vậy thì cái sự khác biệt của Kapla Tân Phú với những cái thị trường đó như thế nào? Sự khác biệt thì ở đây mình muốn nói đến cái vấn đề sự chuyên nghiệp.
thứ hai là chế độ hậu mãi sau bán hàng. Thì ở đây thì mình có đặt ra mấy cái tiêu chí. Thứ nhất là cái tuyển xe đầu vào của mình ấy cũng tương đối ngặt nghèo. Thế là mình cam kết với khách hàng là xe không đâm đụng bằng nước, không bốc máy. Thứ hai nữa là xe không cái xe của mình khi mà mình bán cho khách hàng ấy thì mình bảo hành đến 12 tháng hoặc 20.000 km. Đấy, và cho khách hàng có thể test ở các hãng xe để có thể kiểm tra trong 5 ngày. Nếu mà nó không đúng cái cam kết thì sẵn sàng khách hàng trả xe lại và bên mình sẽ xin lỗi khách hàng. Thì đấy là những cái khác biệt. Ngoài ra thì cái đội ngũ của mình ấy, nó có một cái khi mà mình tuyển mua xe thì mình có cái quy trình nó rất là tốt, là tức là mình sẽ làm cái quy trình 160 bước. Và trong cái quy trình 160 bước ấy thì cái quan trọng nhất là mình mua xe là mình sẽ có cái quy định là cái số km. Thứ nhất là mình mua xe, nếu mua xe tour là mình sẽ không mua. Đấy, thứ hai nữa là số km ít và chất xe đẹp. Đấy là những cái yếu tố của mình của Capella. Dạ. Và cái quy trình mà mua xe cũ tại Capella Tân Phú ấy, thì như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm? Đối với lại cái quy trình ấy thì hiện nay mình tuyển cái đầu vào đối với các nhân sự của mình, các nhân sự đấy đều được đã từng kinh qua ở các đơn vị lớn, nhiều đơn vị lớn. Thứ hai nữa là các bạn ấy làm tương đối chuyên nghiệp, mình có sự sàng lọc các nhân sự đầu tiên. Thứ hai, và khi về thì bọn mình sẽ phải đào tạo cho các bạn ấy về quy trình mua xe. Đấy, và được thẩm định, trong quá trình đi làm mình sẽ thẩm định các bạn ấy xem cái khả năng của bạn ra sao. Và khi mà mua xe về thì mình có một cái lớp nữa là lớp kiểm tra lại, tức là cái ngoài các bạn đi thu mua ra thì cũng sẽ không có một cái bạn ở nhà chuyên kiểm tra lại cái chất lượng xe ra sao, lọc lại. Đấy, và khi mà xe mua về rồi thì mình sẽ cho làm rất là kỹ, tức là mình sẽ phải làm lại toàn bộ cái phần mà những xước sát chẳng hạn thì mình sẽ phải làm lại. Xe mà nó liên quan đến check chẳng hạn thì mình xử lý hết. Cơ bản là cái xe khi mà bán cho khách hàng là phải sạch đẹp. Đấy, và cái chất lượng khi mà mình làm thì về sơn chẳng hạn thì mình dùng những công nghệ sơn của Nhật, Nippon của Nhật, chứ không dùng sơn tàu bên ngoài. Đội ngũ của mình làm cũng rất là chuyên nghiệp. Đấy, mình chuyển ra một cái xe nó để đến tay khách hàng là bọn mình làm cũng khá nhiều bước. Đấy, thì trong đó cái quy trình kiểm tra nó là một cái phần trong tất cả những phần khác. Đấy là cái hiện nay của đơn vị mình đang làm. Dạ. Cảm ơn anh Hưng rất nhiều đã chia sẻ những cái thông tin về Capella Tân Phú để cho nhiều người ở tỉnh Kiên Giang hoặc là những người mà cần tìm một cái nơi để xem xe cũ cũng có thể đến tham khảo tại siêu thị Capella Tân Phú thế này. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Sau khi nghe anh Ngô Văn Hưng chia sẻ rất là nhiều những thông tin về siêu thị ô tô Capella Tân Phú rồi, các bạn nếu mà có những thắc mắc, những thông tin gì hãy để lại comment bên dưới nha, cùng nhau giải đáp và cùng nhau tìm hiểu siêu thị ô tô Capella Tân Phú nhé. Và đừng quên subscribe kênh YouTube ô tô Sài Gòn, bật chuông thông báo khi những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.